chào mọi người đang xem kênh Tính Cần nha. Chiều hôm nay thì mình đi giăng lưới mọi người ơi. Giăng ở trên này mình có con tay lưới mà phân ra làm 3 đoạn nè. Dưới ở sườn có 2 bạch tai nữa. Rồi bây giờ mình chiều nay mình giăng rồi sáng mai anh thăm coi có cá gì không nha mọi người. Hôm nay cũng lâu lắm rồi mình không có đi giăng lưới lại. Rồi trước khi xuống giường rồi mình lấy lưới mình giăng thêm. Mình giăng ở dưới mé sông kinh nhà mình nha mọi người. Đó mình giăng theo mé kinh này nha. Rồi bây giờ mình đi giăng ngang mọi người. Mẹ đâu rồi kìa? Con không thấy mẹ luôn kìa. Mẹ đi theo mẹ. Mẹ để em. Cái này mình giăng xong rồi mình đi thăm lại mọi người. Quay ngay dính với ba nè. Quay quay đi. Mình giăng xong mình thăm lại rồi dính không nha mọi người. Mang dép con hai lên chú ơi. Ừ, dính rồi nè, quay ngay quay. Dính mọi người, cháu khuy. Còn ngang trái nha. Dính được con mọi người. Cô lý. Mở thăm lại luôn mọi người. Dạ, dẫn sao. Mở thăm lại dính con nha mọi người. Ngang cá nè, thấy chưa? Thấy. Cá hay người ta dưới sông nó giờ đó ba, nó giờ nó lặn nữa ba. Nó lặn ngay trước cái này luôn đó ba. Quay nào, quay ba. Cái bạn cá nó nhảy rồi.
xe lưới luôn. Ê, rồi một con nha mọi người ơi, bỏ thăm lại dính luôn. Không lại dính nè các bạn. Ồ, đang con nữa. Dính một con. Là dính một con rồi tổng cộng nè ba. Hai con rồi đó. Là hai con. Mấy con phi. Hai con cá luôn phi. Là hai con mọi người ơi, nè. Hai con rồi. Rồi. Rồi quay ngay ba nè, đừng có quay đâu hết trơn á. Quay hai con, quay ngay những cái cầm, quay đây nè, quay ngay thấy cá không? Vậy là quay dính hai thôi, bữa nay là hết dính luôn rồi đó. Ba con, đây là bốn con. Rồi bốn con. Bốn con mọi người, bốn con cá rô phi. Rồi con đây quay ba đi. Quay ngay ba nè, đừng có bao lâu bắt cá. Quay lưới nè ngang. Hết rồi các bạn. Hết chung cá rồi. Con quay cao nữa ba. Hả? Quay cao hả? Rồi hết rồi mọi người ơi, mình thăm lại thì dính được 4 con. Ăn quay nghe bà chưa? Rồi hết rồi mọi người ơi. Mình nhớ đăng ký subscribe. Mình thăm, đăng ký kênh là lại. Ai nói chuyện? Con nói chuyện. Bây giờ đã ba nói cả đi. Quay nghe ba nè. Bây giờ mình thăm lại dính 4 con nha mọi người. Rồi bây giờ mình lên nhà, sáng mai mình xuống mình thăm rồi quay tiếp cho mọi người xem nha. Hẹn gặp mọi người ở sáng mai. Rồi tới đây. Xin chào mọi người nha. Sáng nay mình đi thăm lưới nha mọi người. Buổi sáng này chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ nha. Rồi bây giờ mình đi thăm lưới mọi người.
kiến nữa mọi người. Tiếng nữa mọi người. Rồi hết rồi mọi người ơi. Rồi thành quả mọi người ơi. Đây. Một con cá liêu hồng. Một con cá giảnh. Một con cá ác. Ác mọi người. Rồi với ngày hôm qua được 4 cá rô phi nữa, đặt nó còn chừa nha. Rồi thành quả của mình giăng lưới nha mọi người. Ngày hôm qua thì thăm dính được 3 con cá rô phi. Chiều sáng thăm dính còn cá, con cá giảnh. Với con cá điều hồng mà nó cá điều hồng này nó chết mọi người, cái này nữa mình để muối xả mình chiên ăn sao nha. Rồi với mấy con cá lau kiến thì mình gọng rồi, bây giờ chủ yếu là như đây mình nấu canh chưa, bông điên điển với bông súng.
Bây giờ mình nấu cơm với canh chưa chín mọi người ơi. Bây giờ gia đình mình đang ăn cơm, mình xin mời mọi người cùng ăn với gia đình mình nha. Rồi bây giờ mình cũng xin kết thúc video ở đây mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình nha. Xin hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người.